Hi mọi người. Thì hôm nay Bao La sẽ mở một cái hộp quà rất là bự của chồng Bao La tặng cho. Thì cái món quà này là một chiếc iMac. iMac này là 21.5 inch, gọi là iMac Retina 4K mọi người. Cái iMac này là Bao La thích lắm luôn. Thì hai chồng cũng đắn đo là mình sẽ mua iMac hay là mình mua một cái máy tính với cấu hình mạnh. Nhưng mà Bao La chỉ sử dụng để chỉnh clip với lại xài bình thường thôi. Nên là comment nói là Khoa sẽ mua cái này để cho đẹp trong nhà. Thì bây giờ Bao La sẽ unbox cho mọi người xem nha. Vui là vui quá vui. Ôi la 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 la. Ok. Cái này là cái bàn phím, cái con chuột. Bây giờ Bao La với lại anh Phan Anh sẽ mở cái màn hình ra. Mở cái bao ra nè. Ta-da. Và một chiếc màn hình với một lớp băng keo thật là dày. Cái này là đã để sẵn hình đóng cuối của tụi tôi và một khẩu là nhãn đóng cuối của tụi tôi luôn. Đẹp quá thì là xịn mọi người. Xin cảm ơn Khoa vì món quà này. Bye.